Xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Đam mê cây cảnh trên NCT. Và hôm nay là ngày 20 tháng 6. Thì hôm nay con lên clip này để giới thiệu, giao lưu và bán cây hồng ngọc mai ha. Đó. Và hiện tại những cây hồng ngọc mai này bên con là rễ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rễ rất là đẹp ha. Và rất là quái. Thì những cây này về cô chú anh chị mình có thể ghép đá, ký đá này kia đồ rất là ok ha. Thì hiện tại mấy cây hồng ngọc mai này bên vườn con đang giao lưu với một mức giá rất là ok, 110.000 một cây. Và nếu như cô chú mình mua 2 cây là được tặng một cây linh sam siêu hoa mini. Hồng ngọc mai đế nơm đẹp, giá rẻ 110.000 một cây thôi. Rồi, thì đây là hồng ngọc mai bên vườn con đang bán ha. Rồi tiếp theo con xin giới thiệu sam trái. Rồi, đây là những cây sam trái hiện tại bên vườn con đang bán và giao lưu. Nói chung là những cây này thì về cô chú anh chị mình nuôi bổ đế và nuôi chi tàn nó thêm. Những cây này là sam núi trái nha cô chú anh chị, bao trái luôn ha. Thì những cây hiện tại như trên màn hình cô chú mình đang thấy là bên vườn con đang giao lưu với giá là 30.000 một cây. 30.000 một cây ha, sam núi trái. Hàng này là bao trái nha cô chú. Cây hiện tại đang phát triển rất là ok nè ha. Nói chung là cây đang phát triển tốt bình thường. Về cô chú anh chị mình nuôi thêm. Rồi tiếp theo là con xin giới thiệu là những cây cần thăng. Nó như trên màn hình cô chú anh chị mình đang thấy một số cây cần thăng. Đế quái, rễ quái rất là đẹp ha. Mấy cây này là được bên vườn của bà dì con là quán củ đế quái rất là ok nha cô chú. Và đây, hiện tại những cây cần thăng này bên vườn con đang giao lưu với giá là 48.000 một cây nha cô chú anh chị. 48.000 một cây ha, giá rất là mềm luôn. Quán cụ đế quái như thế này ha. Đây, rất đẹp nha cô chú anh chị. Cần thăng mini 48.000 một cây. Cô chú anh chị mình có mua thì cứ alo con qua số điện thoại để trên tiêu đề. Đó, rồi tiếp theo cũng xin giới thiệu là linh sam tím than. Đây, như trên màn hình của chú anh chị mình đang thấy đây là mấy cây tím than ha. Thì tím than bên vườn con đang bán là 70.000 một cây linh sam tím than. 70.000 một cây nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo vườn con xin giới thiệu là linh sam hồng. Linh sam hồng phấn ha. Đây. Linh sam hồng phấn. Thì hiện tại những cây hồng phấn này bên vườn con đang giao lưu với giá là 50.000 một cây. 50.000 một cây nha cô chú anh chị, linh sam hồng phấn ha. Rồi, tiếp theo vườn con xin giới thiệu cây này là cây linh sam trắng. Linh sam hoa trắng ha. Linh sam hoa trắng này cây hiện tại bên vườn con đang giao lưu với giá là 40.000 một cây. 40.000 một cây linh sam trắng nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây linh sam 86. Đây. Linh sam 86 hiện tại bên vườn con đang bán với giá là 39.000 một cây. 39.000 một cây linh sam 86 ha. Cây rất là ok, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị mình có mua thì cứ alo con qua số điện thoại để trên tiêu đề nha. Còn đây là linh sam phôi dáng quái. Thì hiện tại những cây này bên vườn con đang giao lưu á, là 180 cho tới 230.000 một cây. 180 cho tới 230 ha. Cô chú anh chị mình có mua thì cứ kết nối Zalo xong rồi điện trực tiếp để lựa cây. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem video và ủng hộ của trong thời gian qua rất là nhiều. Rồi con xin mến chào và kết thúc video tại đây ạ.